Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chỉ đạo hội nghị. 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thành công tác quy hoạch kiện toàn và thực hiện quy trình bổ nhiệm một số chức danh cán bộ chủ chốt diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, hoàn thành công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và 2025-2030. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 33 văn bản chỉ đạo điều hành về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, trong đó có nghị quyết số 15 về xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên trong đơn vị kinh tế tư nhân, nghị quyết số 19 về thí điểm đề án thi tuyển một số chức danh lãnh đạo diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, nghị quyết số 20 về đào tạo bồi dưỡng và sử dụng cán bộ trẻ, có hơn 460 chi bộ đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Hội nghị thảo luận một số hạn chế cần khắc phục trong 6 tháng cuối năm như việc chậm tham mưu về công tác tổ chức cán bộ ở một số đơn vị, có giải pháp hiệu quả để phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong khối kinh tế tư nhân. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa nhấn mạnh công tác tổ chức xây dựng đảng và công tác cán bộ là then chốt giúp đảng bộ tỉnh Hưng Yên ngày một phát triển. Đồng chí nêu ra 9 nội dung mà Ban Tổ chức Tỉnh ủy cần thực hiện trong những tháng cuối năm. Bên cạnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy về công tác cán bộ và phát triển tổ chức cơ sở đảng, cần tập trung thực hiện triển khai hiệu quả 3 nghị quyết số 15, 19 và 20 do Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành. Quy hoạch sau khi được duyệt thì cần phải đẩy mạnh cái việc luân chuyển cán bộ đảng viên để phục vụ cho công tác đào tạo đội ngũ cán bộ, chuẩn bị cái nhân sự cho nhiệm kỳ tới, tham mưu cho các cấp ủy quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức triển khai thực hiện tốt những các kết luận, nghị quyết, quy định mới của Trung ương về công tác cán bộ, đặc biệt là nghị quyết số 21 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên ở trong giai đoạn mới. Thì sơ kết tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, các đề án của Trung ương, của tỉnh, nhất là trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị trong hệ thống chính trị, gắn với tinh giản biên chế, nâng cao cái tính tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng theo kết luận số 21 cũng như là kế hoạch số 03 của Bộ Chính trị và kế hoạch số 64 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát triển đảng viên mới thì đây là nhiệm vụ rất quan trọng, và kèm theo đấy là tăng cường quản lý đảng viên, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa.